Xin chào. Bữa cơm của Kỳ Duyên Ngộ của mình hôm nay, gia đình của mình hôm nay là món canh bí đao nấu với rong biển. Bí đao mình gọt xong. Rất là đẹp. Mình sẽ trắng bằng bằng trắng để cho miếng bí đao mình nó vừa đẹp mà nó vừa nhìn thấy rất là hấp dẫn. Đây là món canh bí đao rất là đơn sơ, bình dị, thuần khiết, nhưng mà nó cũng rất là bổ dưỡng cho người ăn chay. Nó rất là đơn giản. Rồi sau đó là mình bắt một nồi nước sôi. Ở trong cái nồi nước sôi này mình có đậu hũ luộc. Mình đã luộc đậu hũ với một cái tốc độ là nó dai, rất là dai. Thì trong cái canh bí đao này của mình ngày hôm nay là nó có là đậu hũ luộc và rong biển. Và đây là rong biển. Rong biển này là mình mua ở siêu thị về, cái mình rang lại, mình rang cho cái cọng rong biển nó săn lại, rồi mình nấu nó sẽ ít bị tanh hơn. Tại vì cái mùi rong biển có nhiều người, người ta ăn là cảm giác nó tanh thì người ăn chay người ta khó ăn. Cho nên khi mình nấu một nồi canh rong biển thì rong biển mình sẽ chế biến lại, mình sẽ làm là mình sẽ rang cho rong biển nó săn lại, thì khi mà mình rải vô trong canh thì cái mùi tanh của nó giảm đi. Đó là cách mình chế biến nồi canh rong biển. Rồi cái nồi nước của mình nó đã sôi lên thì mình cho bí đao vào. Bí đao mình đã cắt sẵn hết rồi đó. Đậy nắp lại, nước nó sôi lên, đợi nước sôi lên. Rong biển của mình nó bắt mắt thì mình cho một ít củ cà rốt đỏ, ít thôi, không được nhiều, làm cho cái màu sắc của nó nổi bật lên, mà ăn thì cũng bổ. Rồi mình cho vô nồi củ đỏ, đợi sôi lên tắt bếp. Rồi như vậy là nồi canh bí đao của mình nó đã sôi lên. Từ lúc mình bắt lên để cho nó sôi và bí nó chín thì mất khoảng 15 phút, 10 đến 15 phút. Mình cho miếng bí đao nó vừa chín thôi chứ nó đừng có quá chín. Bởi vì bí đao chín quá thì nó sẽ không ngon. Cho nên mình nấu mình độ chừng với cái lượng bí nó vừa chín tới thôi. Trong các cái loại rau củ thì bầu và bí thì không cần chín, nấu quá chín đâu. Một bữa cơm chay với cái tô canh bí như thế này thì sẽ làm cho chúng ta rất là ngon miệng. Rồi, bí nó cũng vừa chín tới. Và tiếp đó là mình sẽ để rong biển vào. Rong biển là khâu cuối cùng. Cái này mình có một ít nấm mèo mình để vô luôn cũng được. Rong biển là khâu cuối cùng cho canh bí đao rong biển. Giờ mình cho ra tô. Một bữa cơm chay gia đình đơn giản của mình ở đây thì có khi mình nấu canh, có khi là một dĩa đồ xào. Ở đó đây là xào hủ qua hay hoặc là xào đậu, hay là xào thập cẩm gì đó. Thì mỗi ngày đều có rau củ quả trên cái mâm cơm chay của gia đình mình. Bởi vì người ăn chay á, là cái rau củ quả nó rất là quan trọng cho sức khỏe. Nhưng mà không phải riêng gì người ăn chay đâu các bạn ơi. Người ăn mặn bây giờ á, thì những người hay bệnh hay hỏi ở trên mục sức khỏe á, thì ai cũng được khuyến cáo là nên ăn rau củ quả nhiều. Rồi, một tô canh rong biển nấu với bí đao rất là ngon, rất là hấp dẫn. Mời mọi người cùng thưởng thức. Xin mời.